Có mặt ở trên đỉnh một cái nhà thờ cổ của Siena. Quý vị nhìn thấy ở bên dưới đây là những khu chung cư. Mà những cái ngõ quý vị nhìn thấy dưới có một cái, những cái chiếc xe hơi rất là nhỏ. Khu vực này rất là cổ mà không biết thì tiền mướn ở đây nó bao nhiêu. Đây là cái nhà thờ mà hồi sáng chúng tôi không có đi. Nhà thờ này leo lên khoảng 400 bậc. Nhưng mà cái chỗ mà chúng tôi đang đứng đây thì cũng tương đương. Bên dưới là chỗ đậu xe. Vâng, chứ bên tay trái của chúng tôi đây là cái nhà của khu vực hành chánh của Siena. Đằng trước có mấy người lính nhảy dù, bốn ông lính nhảy dù đứng gác đằng trước. Quý vị thấy rằng nhà có những cái đĩa satellite. Giờ đây chúng tôi đứng ở chỗ công trường Michelangelo của thành phố Florence. Từ đây nhìn xuống dưới view, quý vị thấy dòng sông và các cầu bắc ngang qua những kiến trúc của thành phố Florence này là rất là cổ kính. Ở trên đỉnh này thì trời nắng nhưng mà lại trời nắng nhưng mà rất là lạnh. Các đường thì chỉ có nhỏ nhỏ như vậy, không có rộng hơn ở Việt Nam. Nhiều năm trước đây, Ý được mệnh danh là xứ sở của Mafia. Bây giờ thì chúng tôi đang ở thành phố Florence. Cách đây 2 ngày trước chúng tôi đã muốn đã tới đây. Bữa nay lên trên này để đón xe lửa đi về Rome. Rất là hạnh phúc. Mình bỏ quên tất cả mọi chuyện. Có điều KVG hải ngoại bị cướp chính quyền là cách bất hợp pháp. Hay giống như chợ Trồng Hồn đấy, ở chợ trời của Việt Nam đấy, trái cây đấy. Cái thứ nhất là đi cho biết đó biết đây, thưa quý khán giả, ở Ý rất là cổ kính. Và những món ăn Ý thì 1-2 ngày đầu ăn rất ngon, nhưng bây giờ thì sợ lắm này.
toàn là pizza, bánh mì, rồi hem, rồi chi, đặc biệt là chi, không có xài bơ mà xài chi rất nhiều, rồi salami tức là cái xúc xích, ăn lúc ngày đầu đấy, công nhận là phải ngon đấy, nhưng mà ăn nhiều quá nó ngán, rau cỏ thì thua Việt Nam đấy. Đường xá này thì nó cứ như thế này đấy, khi mà chúng tôi tới Roma thì không biết là có gì thay đổi không, nhưng mà chúng tôi đi những thành phố như Tuscany, rồi Siena, rồi Florence, đấy. Venice đấy. Ở đây đặc biệt là thưa quý khán giả, nhà thờ họ rất là nhỏ và rất là cổ, không có hoành tráng như là nhà thờ kiểu ở bên cái là cái gì thắng giống như cái bông nó nhỉ, thắng giống như cái bông nó nhỉ. Oh my god, I don't know, the thing isn't reading it. Tell me where to go. Ok, bây giờ chúng tôi phải trở lại, sẽ gặp